Nata đây. Correct. Đồng đội 2 tập biến chơi luôn. Rồi đã trúng chiêu 2 và bật ngay chiêu cuối. Tiếp tục thả chiêu 1, đã trúng chiêu 1 và Crack đã bắn đếm số chiêu 2, chiêu 1. Rồi quay ngược lại. Ok, xin chào luôn. Lắp ở đây. Đã xuất hiện. Thả chiêu trắng. Ôi, mất tập biến rồi. Em bạn tập biến đánh nhau luôn. 3 người. Thôi xong. Ok. Bắn lại được mạng. Hút à? Crack hút à? Hút cái gì? Hút ai? Hút đi. À, nhắm vào mình kìa. Ui. Đấy, Crack có đánh kéo. Tập biến rồi. Ôi, Crack lại hút mình rồi. Anh em ơi, xử lý rất bình thường thôi. Nào, tiếp tục nào. Xử lý tiếp tục nào. Rồi, tập biến chạy rất nhanh. Đây là pha Crack chạy đâu. À, tập biến. Tập biến cũng không thoát được đâu con dài. Ép, rồi, kéo chúng mình rồi. Tập biến. À, lên luôn. Làm sao, làm sao. Vào đây mà bắn này. Hay lắm. Và tốc biến né được luyện ngục của Malok. Và đây Crack không dám hút luôn. Tuy nhiên thì Butterfly quá phế rồi. Kindle thì không dám hút lại sâu. Tiếp tục thổi nào. Thổi nào. Thổi hồi liên tục kìa. Hồi chiêu liên tục. Thổi. Thổi tiếp. Tuyệt vời. Chơi không. Chơi không. Chạy ngay lên nào. À, có cả đồng đội lúa luôn. Ép góc bên này. Bạn Hèo đang bắn rất căng. Tốc biến. Ui, bạn này bảng lên số nhanh quá. Và đây là Diêu đang bay. Diêu bay nè. Hai bạn này dí mình ạ. À, úi giời, dí mình nè. Dí mình nè. Dí mình nè. Còn chúng dí mình nè. Chúng siêu khá là giáp đấy. Ui giời, làm cao quá. Tiếp tục. Khè khè khè. Thôi thôi. Ui giời, mà lốc nhảy rồi. À, mạng nè. Ôi, tốc biến cho chắc kèo. Nó quẹt cho một phát thì đi luôn. Đây. Mà lốc. Kéo chúng rồi, giờ sao? Tốc biến này, Malok nhảy đấy. Nhảy với chúng tôi chơi thằng này.